Chào anh em, vào chị ở lớp mình là Tờ Lúa X8. Đây là video bản áp tập số 18 mình với một người ác ở server 60 cùng chung server với mình luôn. Đây đúng không? Check anh em nhìn rõ luôn trong đấu trường. Bạn ấy cũng là một người theo khá là hay theo dõi kênh của mình đúng không? Cũng tích thể lực rất là đầy đủ các bạn ạ. Top server thì hơi thấp một tí, còn lực chiến nó hơi yếu. Mình nghĩ lực chiến mà tăng lên thì hoàn toàn lên được. Mình cũng ba mấy, bốn mấy đúng không? Đấy. Ok. Kim cương thì còn lại hơn 10.000. Đôi hiện tại thì bao gồm các võ sĩ như sau, đó chính là Meili, Anehel, bộ đôi Long Hổ Môn và hai con tư chất 13.5. Mình nghĩ rằng các yếu tố gần như là hoàn thiện. Team này thì thực sự thì nó cũng chưa định hình rõ ràng, vì mình có nói là S60 thì đang trong cái giai đoạn gây dựng, nên chủ yếu là võ sĩ lấy về chủ yếu đi map và chính thực ra ganh đua được nó khá là khó khăn. Ác thì cũng leo lên tới mình sẽ nói VIP mấy rồi, gần VIP 6 rồi các bạn ạ. Quay mèo là có thể quay mèo tối đa, tuyên thì chắc là chỉ quay được mèo mốc hai mấy nghìn thôi các bạn ạ. Nếu như mà ra mèo với điều kiện anh em phải tích kim cương một chút đúng không, kim cương một chút. Chi tiết hơn về túi đồ của ác này rồi, ok, đây đồ hiệu hồn sách và hồn viện trợ, mảnh vật năng và các nguyên vật liệu tăng đặc. Đây là mảnh tư chất 14, 13, cái đồ nhỏ nhỏ khác. Các bạn ấy đang sử dụng ở viện trợ Athena các bạn nhé, sử dụng viện trợ Athena 2022, xem đặc gì là. Rồi, đây là đẳng tím cộng 1 rồi các bạn ạ. Danh sách võ sĩ mã này đang có. Rồi, còn thiếu tương đối nhiều, S60 đúng không? Server vẫn còn rất là mới mẻ. Về cơ bản thì team của nó chưa có một cái sắc nét rõ ràng. Ở đây thì mình nghĩ rằng các anh em là mua thì sau này sẽ đưa cặp Long Hổ Môn, viện trợ Long Hổ Môn. Thay vào đó là cái con hạt nhân của team Long Hổ Môn, con Mr. Karate. Ngoài ra thì xúc thêm một con gấu, mình nghĩ là Iori bản năng. Instinct Iori. Nó dành sang thế gấu kết hợp với viện trợ Long Hổ Môn, khi đó thì thật sự nó mới gọi là châu bò. Nói chung nên mọi ác dành cho các anh em là nông dân để gọi là cái quốc dần dần thôi. Nghĩa mình đang phải chờ thời thì các bạn chú tâm này chưa lên được. Ác thì đăng nhập bằng thông qua Gmail các bạn nhé, thông qua Gmail phù hợp nhất là các anh em chơi trên máy Android. Đấy, đăng nhập qua Gmail. Bảo mật nó rất là dễ dàng. Tức là Gmail thì thuộc về bạn luôn, đăng nhập trên máy của bạn luôn, số điện thoại, email vân vân đều thuộc về bạn. Toàn bộ thông tin ác thì tất nhiên là mình sẽ làm bảo mật cho các anh em chứng nhận ác mua từ A tới Z. Giá ác bao gồm tất cả chi phí là 1,3 triệu. Anh em làm mua thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc là link Facebook, Zalo bên dưới phần mô tả của video. Đây là video bản ác tập số 18.